Ok, đầu tiên là mình sẽ vẽ con mắt trước, sau đó tô vùng bên ngoài. Tiếp theo là sử dụng bút giấy này để xoa cho mịn. Sau đó mình sẽ dùng cái bút tẩy này để tỉa lông. Vẽ như thế này để cảm giác tả lông nhìn nó thật hơn nha. Đây là cái tai này, đây là hai cái lỗ mũi. Sau đó vẽ vùng bên ngoài. Dùng tẩy chấm vào chỗ này một tí nhìn cho giống thật. Ở cái phần này mình sẽ đánh qua một lớp chì mỏng, sau đó dùng bút giấy này để xoa mịn. Sau khi xoa mịn thì dùng bút chì tỉa lại mặt. Ở con mắt bên phải thì mình sẽ vẽ y như là con mắt bên trái, tỉa một tí lông ở vùng tai này, bên dưới phần thân dưới nữa là ok. Đây bây giờ có ít lá mơ với bát mắm tôm nữa thì lại là ngon vãi luôn.